chào các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về đề tài của tẹp díp hay tẹp nén. Tẹp díp là gì? Tại sao chúng được sử dụng? Bưu điện là một cách rộng rãi tập tin lưu trữ, sử dụng định dạng, đó là sử dụng một nén hoặc nhiều file lại với nhau thành một địa điểm duy nhất, giảm kích thước tổng thể và làm cho nó dễ dàng hơn để vận chuyển các file. Các tập zip hoạt động giống như một thư mục tiêu chuẩn trên máy tính của bạn. Tập tin zip có nghĩa là gì? Zip là một hệ thống lưu trữ gói một hoặc nhiều tệp máy tính lại với nhau thành một tệp hoặc thư mục chiếm ít dung lượng hơn so với các tệp gốc. Nếu bạn muốn một bộ siêu tập tệp qua email cho ai đó, trước tiên bạn nên nén tất cả chúng vào một tệp dễ dàng hơn. Các tệp zip được lưu ở đâu? Nếu bạn đã tải xuống tệp zip từ internet hoặc dưới dạng tệp đính kèm trong email, bạn có thể tìm thấy tệp này trong thư mục tải xuống trong ổ dĩa hệ thống của mình. Nhấp chuột phải vào tệp zip và chọn giải nén tất cả. Khi bạn chọn giải nén tất cả, bạn sẽ nhận được một menu bật lên mới. Trong menu bật lên, hãy chọn một vị trí để giải nén các tệp. Tại sao tôi không thể mở tệp zip? Tải xuống chưa đầy đủ, các tệp zip có thể từ chối mở nếu chúng không được giải xuống đúng cách. Ngoài ra, bạn giải xuống không hoàn thiện xảy ra khi file được do bị mắc kẹt đến các vấn đề như kết nối từ internet xấu, mâu thuẫn trong kết nối mạng, tất cả đều có thể gây ra những sai sót trong chuyển nhượng, ảnh hưởng của bạn zip file và làm cho chúng không thể mở. Làm thế nào để sử dụng tệp zip? Tìm tệp hoặc thư mục bạn muốn nén trên máy tính của mình. Máy tính có thể bàn, ổ flash, nhắn và hoặc nhấp chuột vào tệp hoặc thư mục để chọn. Giữ chiếm phím của bạn nhấp vào từng tệp bạn muốn chọn thứ gửi chọn thư mục nén. Làm thế nào để giải nén tệp miễn phí? Thay thế WinZip miễn phí tốt nhất 2021 nén và giải nén tệp. Thứ nhất, 7zip. Thứ hai, PZip. Thứ ba, zip miễn phí. Thứ bốn, zipware. Thứ năm, zip archiver. 7zip có an toàn không? 7zip là một chương trình nén tệp Windows hoàn toàn an toàn và hợp pháp. Nó tương tự như WinRAR hoặc phần mềm nén tệp khác. Bạn có thể tải xuống 7zip và sử dụng nó ngay lập tức mà không cần lo lắng về sự an toàn hoặc quyền riêng tư. Làm thế nào để nén tập tệp một cách hiệu quả? Mở thư mục đó, sau đó chọn thư mục tệp mới nhập lên cho thư mục nén và nhấn Enter. Thư mục nén mới có bạn của bạn sẽ có một dây kéo trên biểu tượng của nó để cho biết rằng bất kỳ tệp nào chứa trong đó đều được nén. Để nén tệp hoặc làm cho chúng nhỏ hơn, chỉ cần kéo chúng vào thư mục này. Bạn có thể quét các tệp zip để tìm virus không? Zip tệp để gửi tệp độc hại. May mắn thay, phần mềm chống virus có thể và thực hiện quét các tệp zip, nhưng quá trình quét được thực hiện như thế nào phụ thuộc vào phần mềm chống virus. Ví dụ, một số phần mềm chống virus có thể quét và phát hiện virus ở bên trong tệp lưu trữ. Tại sao tệp zip có cùng kích thước với bản gốc? Ví dụ, hầu hết các tệp đa phương tiện sẽ không nén nhiều vì chúng đã tồn tại ở trạng thái nén cao. Tệp zip thứ hai này sẽ không nhỏ hơn đáng kể so với tệp đầu tiên.
thậm chí có thể lớn hơn một chút. Một lần nữa, điều này là do dữ liệu trong tệp zip gốc đã được nén. Tại sao mất quá nhiều thời gian để nén một tập tin tệp zip? Một lý do của việc phải nén cực kỳ chậm trên Windows có thể là bộ bảo vệ chạy ở chế độ mềm và quét từng tệp. Điều này thường xảy ra khi bạn cố gắng để giải nén một file và đã được tải về từ một lưu trữ trực tuyến, ví dụ như Google Drive, hoặc bạn đã nhận nó như một tập tin đính kèm email. Di chuyển zip tệp tin vào thư mục tạm thời. Làm thế nào để giải nén tệp nhanh hơn? Bạn không thể giảm thời gian khai thác của mình nhiều. Tốc độ giải nén phụ thuộc vào tỷ lệ nén của tệp, bộ xử lý là và địa đĩa cứng của bạn. Ưu tiên WinRAR ở mức cao hoặc thời gian thực trong khi giảm thiểu các tác vụ nền có thể làm tăng tốc độ trích xuất của một chút, mặc dù không đủ để gây chú ý. Làm thế nào để giảm dung lượng tệp zip miễn phí? Công cụ chuyển đổi lưu trữ trực tuyến, công cụ chuyển đổi zip thực tuyến miễn phí này cho phép bạn dễ dàng nén các tệp của mình sang định dạng zip. Bạn có thể tải lên một tập zip hoặc cung cấp cho chúng một liên kết đến với một tập zip, sau đó chỉnh chuyển đổi chúng tôi và chuyển xuống liên kết và chuyển đổi bằng cách sử dụng nén zip để bạn tiếp tục tiết kiệm băng thông khi tải xuống. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.